cơn sốt căn hộ giá bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trước nguy cơ dư cung của căn hộ cao cấp, nhiều chủ đầu tư đã và đang có động thái chuyển hướng phát triển dòng sản phẩm nhà ở phân khúc trung cấp bình dân với giá bán dưới 1,5 tỷ đồng một căn. Thời điểm năm 2014, khi thị trường mới qua cơn khủng hoảng, dòng sản phẩm chủ đạo của thị trường là căn hộ trung cấp bình dân với mức giá tầm 15 đến 22 triệu một mét vuông. Năm 2015, thị trường hồi phục, doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đẩy mạnh phân khúc cao cấp với giá từ 30 đến 45 triệu một mét vuông. Bất chấp sự cảnh báo của các chuyên gia, từ năm 2015 đến nay, nguồn cung bất động sản cao cấp gia tăng liên tục. Lượng dự án hoàn thiện đổ ra thị trường vượt quá sức mua thực khiến các giao dịch căn hộ hạng sang cao cấp giảm mạnh ở cả sơ cấp và thứ cấp. Theo khảo sát của phóng viên, từ quý 1 năm 2016 đến nay, phân khúc cao cấp, nhiều dự án hạng sang phải giảm từ 20 đến 30% giá bán để tăng thanh khoản. Thời điểm cuối năm 2016, thị trường ghi nhận một bước chuyển mới khi nhiều doanh nghiệp quay trở lại với phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp, giá từ 1 đến 1,5 tỷ, nhắm đến nhu cầu mua thực thay vì chạy theo xu hướng đầu tư như các quý trước. Đầu tháng 11 năm 2016, công ty Himalayan Land công bố sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường hơn 1.000 căn hộ thuộc dự án nhà ở Himalayan Phú An với giá trung bình 1,5 tỷ đồng một căn. Là đại gia địa ốc có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh trong phân khúc căn hộ trung cao cấp và bất động sản liền thổ, năm 2016, Himalayan mạnh mẽ cơ cấu lại rổ hàng hóa. 11 tháng qua, doanh nghiệp tung ra thị trường hơn 2.500 bất động sản với số lượng nhà ở bình dân gồm 400 căn trên trục Phạm Văn Đồng, có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng và 1.092 căn giá tầm 1,5 tỷ đồng tại quận 9. Với nguồn cung nhà bình dân chiếm gần 60% rổ hàng hóa, doanh nghiệp có xu hướng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tấn công thị trường căn hộ giá mềm trong 1-2 năm tới. Để chiếm thị phần mới, Himalayan tung ra các gói bán nhà trả chậm với tiến độ thanh toán cạnh tranh nhất nhì thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Mua căn hộ có giá 1,5 tỷ đồng trở xuống, khách hàng trả 45% giá trị căn nhà theo tiến độ thi công. Số tiền còn lại đến khi nhận nhà được trả chậm trong 4 năm kế tiếp. Tổng thời gian trả kéo dài 6 năm, tức khoảng 72 tháng và được chia nhỏ trả chậm 1% một tháng, tương đương 15 triệu đồng một tháng. Được mệnh danh là tay chơi không mệt mỏi trong thị phần nhà có giá quanh 1 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, NHO cũng đã có nhiều dự án căn hộ giá rẻ được chào bán tại khu Đông Sài Gòn. Các chủ đầu tư khác như Gia Hòa, Kiến Á, Hưng Thịnh, City Group cũng đều đã tung ra rổ hàng nhà bình dân tại khu Đông. Những dự án nhà ở giá từ ngưỡng dưới 1 tỷ đồng đến 1,4 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của người mua trong khu vực này gồm iHome xa lộ Hà Nội, City Soho Cát Lái, nằm liền kề City Home, The A, Đỗ Xuân Hợp và La Vita Garden nằm ở ngã tư Bình Thái. Một doanh nghiệp khác là L&L Group cũng đang ấp ủ kế hoạch triển khai một loạt dự án nhà ở với giá bình dân, mục tiêu tung ra thị trường thêm 1.000 căn hộ giá trên dưới 1 tỷ đồng trong giai đoạn cuối năm 2016, đầu năm 2017. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 dự án giá bình dân mở bán gồm Dia Villa, quận 8 với 285 căn, dự án Rosper Plaza, quận 12 của công ty Đất Xanh Miền Nam với mức giá từ 868 triệu đồng một căn, dự án Heaven Riverview, nhà thời đại với giá 800 triệu đồng một căn và dự án Dream Home Palace, quận 8 của tập đoàn Global Nhật Bản với hơn 900 căn hộ có giá bán 888 triệu đồng một căn. Heaven Riverview, một dự án giá chỉ từ 800 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, vừa được tung ra trong quý 4 do một đơn vị khá mới, công ty nhà ăn Phúc làm ở phía Tây Sài Gòn. Chào bán giá rẻ, doanh nghiệp này còn câu khách bằng các gói tài chính linh động, với phương thức trả góp 1% một tháng không lãi suất đến khi nhận nhà. Chỉ cần thanh toán từ 8 triệu đồng một tháng là có thể an cư tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
Các dự án nhà bình dân khác đang được chào bán tại quận 8 phía Tây Sài Gòn gồm Asalai 990 triệu đồng một căn của chủ đầu tư Thái Bảo, căn hộ The Pegasus giá từ 1,1 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư Phương Việt phát triển, một dự án nằm ở khu Tên Lửa, quận Bình Tân vừa đổi chủ đầu tư mới, dự kiến chuẩn bị tung ra thị trường cuối năm nay, có giá khởi điểm từ 1,1 đến 1,5 tỷ đồng một căn. Từ đầu quý 3 năm 2016 đến nay, nguồn cung phân khúc nhà giá tầm trung tăng đột biến so với thời điểm cùng kỳ trước đó. Theo dữ liệu từ Data First, từ cuối tháng 6 đến nay, số lượng dự án có giá 600 triệu đến 1 tỷ đồng trở xuống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 355 dự án. Trong đó, số dự án có giá 600 đến 800 triệu một căn ghi nhận 129 dự án. Số dự án có giá 800 triệu đến 1 tỷ đồng một căn trở xuống chiếm tỷ trọng cực lớn, gần 64% rổ hàng hóa với 226 dự án, tương đương gấp đôi so với nhóm dự án có giá dưới 800 triệu đồng một căn. Đơn vị này nhận xét, so với cùng kỳ năm 2015, số lượng dự án nhà bình dân giá bán từ 800 triệu đến dưới 1 tỷ đồng một căn vẫn đang có xu hướng tăng lên với tốc độ nhanh. Riêng chung cư giá từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một căn đang trong giai đoạn triển khai cũng tăng đáng kể. Những căn hộ giá tầm trung không chỉ tập trung ở khu vực ven ngoại ô, xa trung tâm thành phố, thuộc địa bàn các quận như quận 9, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Thủ Đức. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã ưu tiên sử dụng quỹ đất khu vực trung tâm để triển khai dòng sản phẩm nhà giá trung bình. Cụ thể, dự án La Arteria 1 và La Arteria 2 có giá bán từ 17 triệu một mét vuông, đều được triển khai ở khu vực trung tâm quận 2. Dự án The CBD có giá bán khoảng 1,3 tỷ đồng một căn, cũng tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Đồng Văn Cống, gần khu trung tâm Thủ Thiêm, khu vực vốn chủ yếu phát triển dòng sản phẩm biệt thự, căn hộ cao cấp. Vietcom Real cũng vừa triển khai một dự án căn hộ giá tầm trung là Viva Riverside ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6 với mức giá 21 triệu đồng một mét vuông. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản Hà Nội cũng đang khác dự án căn hộ giá tầm trung. Sau một khoảng thời gian dài khá im hơi lặng tiếng, thời gian qua, khu vực phía Nam Hà Nội đã sôi động trở lại với 3 dự án giá bình dân được tung ra thị trường. Cuối tháng 9 năm 2016, sau nhiều lần trì hoãn, chủ đầu tư Vinh Hạnh đã chính thức giới thiệu dự án Tứ Hiệp Plaza ra thị trường với mức giá từ 17 đến 18 triệu đồng một mét vuông. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 32 tầng, gồm 650 căn hộ. Theo công bố của chủ đầu tư, trước thời điểm mở cửa đã có hàng trăm khách hàng đặt vấn đề và khoảng 150 khách hàng đăng ký mua căn hộ. Ngay sau Tứ Hiệp Plaza, đến cuối tháng 10 năm 2016, một dự án khác tại khu vực này cũng được mở bán là dự án chung cư Osaka Complex do liên danh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc tế City Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Minh Hoàng triển khai. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với các căn hộ có diện tích từ 56,26 đến 76,34 m2, có giá bán dự kiến từ 18,5 đến 19 triệu đồng một mét vuông. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Cát Điền, đơn vị phân phối chính thức của dự án cho biết, có gần 100 khách hàng đăng ký đặt cọc mua căn hộ dự án này chỉ sau vài ngày công bố, và con số này còn tiếp tục tăng lên khi mỗi ngày có hàng chục khách hàng đến tìm hiểu về dự án. Trong đầu tháng 11 năm 2016, khu vực phía Nam cũng đón nhận thêm dự án Galesia Riversia với giá chào bán dự kiến từ 18 triệu đồng một mét vuông cho các căn hộ có diện tích từ 76 đến 110 mét vuông một căn. Dù chưa có con số thống kê chính thức của chủ đầu tư, nhưng khảo sát tại một số sàn giao dịch lớn cho thấy sự quan tâm đối với dự án này cũng khá lớn, bởi đây là một trong số ít dự án có vị trí khá tốt tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cơn khát dự án nhà ở giá rẻ không chỉ diễn ra với những dự án mở bán mới mà cả với những dự án mở bán đợt tiếp theo. Chẳng hạn, giữa tháng 10 năm 2016, Hải Phát Land đã mở bán những căn hộ còn lại của đơn vị này tại dự án Thăng Long Victory, huyện Hoài Đức với mức giá khoảng 12,5 triệu đồng một mét vuông cho các căn có diện tích 93 mét vuông.
bất chấp thông tin mức giá thực tế khi hoàn thiện sẽ dội thêm từ 1 đến 2 triệu đồng một mét vuông. Nhưng nhiều người vẫn quan tâm khi đây là một trong những dự án hiếm hoi hiện nay có căn cỡ lớn, giá chỉ trên 1 tỷ đồng một căn. Tương tự, đợt mở bán đợt cuối khoảng 20 căn tại dự án Kemet Premium, huyện Hoài Đức cuối tuần vừa qua của Gelesimco cũng thu hút rất đông người tới tham dự. Bất chấp mức giá qua các đơn vị phân phối, bao gồm cả giá trên, đã lên 18 đến 19 triệu đồng một mét vuông. Ngoài quận Hoàng Mai và huyện Hoài Đức, một số dự án nhà ở giá rẻ tại các khu vực khác cũng đã được mở bán trong thời gian qua. Chẳng hạn như khối nhà thương mại dự án The Vesta, quận Hà Đông của Hải Phát, chung cư Xuân Phương Residence của Tasco, hay chung cư FLC, Dương Nội của tập đoàn FLC. Các dự án này có mức giá dưới 20 triệu đồng một mét vuông và cũng đã nhanh chóng khan hàng. Trao đổi với phóng viên, đại diện một số sàn môi giới cho biết dòng sản phẩm chung cư bình dân sẽ còn tiếp tục hấp dẫn hơn vào thời điểm cuối năm khi các chương trình ưu đãi lãi suất, chương trình khuyến mại, quà tặng được nhiều chủ đầu tư áp dụng trong mùa cao điểm này.